Rồi cả nhà, bây giờ bữa nay á, ngày qua mình đi hái cải rồi đúng không? Bây giờ bữa nay là mình ngồi đây mình lặt cải để làm dưa. Trời ơi, ham quá luôn cả nhà. Mình quay qua ha. Đây. Đó. Trời ơi, một đống cải luôn. Giờ mình đang ngồi bẹp xuống dưới đất để làm dưa thôi cả nhà. Ui, thích quá. Nè. Đó. Giờ mình phải lặt cây lặt rễ. Ui da, nó cứng ngắc luôn. Giờ mình lặt cây lặt rễ nè. Quá trời luôn. Đó, wow nè. Làm dưa hết sảy luôn. Ngon. Giờ mình đang ngồi bẹp xuống. Đó. Ngồi bẹp xuống. Bây giờ mình khòm cái cần cổ xuống. Bây giờ mình ngồi bẹp xuống mình làm dưa cả nhà. Ui. Đây. Bây giờ mình cắt ra xong rồi mình nấu nước sôi trụng sơ ha. Rồi mình làm dưa cải ăn mùa lạnh. Trời này cũng lạnh lạnh rồi đó cả nhà. Đó. Nhưng mà cải này á mình ăn gì? Ăn lẩu sa tế cũng ngon nè. Rồi mình ăn vịt nấu chao cũng ngon nè. Đó, cũng ngon. Đó, xong bây giờ mình làm. Ui. Trời thấy ham quá. Cái cải nó giòn. Cái cải nó giòn á cả nhà. Cái nó giòn rụm mà. Rồi, xin chào cả nhà nha, gặp lại cả nhà lần sau nha. Bây giờ mình làm cái phần cải này cho nó xong á cả nhà ha. Ok, bye.